Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 29 tháng 2 có những bản tin nổi bật như sau. Quân vũ trang Hezbollah ủng hộ Lebanon không xin lỗi Saudi Arabia. Vào ngày thứ Bảy 27 tháng 2, quân vũ trang Hezbollah ở Lebanon khẳng định ủng hộ chính quyền Lebanon không xin lỗi Saudi Arabia để cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước Saudi Arabia đã nổi giận các 3 tỷ Mỹ Kim tiền viện trợ cho Lebanon vì chính quyền nước này không chịu phê phán Iran để cho dân chúng đập phá tòa đại sứ Saudi Arabia ở Tehran sau khi chính quyền Saudi Arabia xử tử một lãnh tụ của người Hồi giáo Shite từ trước cho tới nay lebanon tuy là đồng minh của saudi arabia nhưng lại bị kẹt giữa cuộc tranh chấp thế lực giữa saudi arabia và iran chính quyền lebanon không thể đối đầu với iran vì đội quân vũ trang hezbollah hùng mạnh ở lebanon là do iran hậu thuẫn trong khi nổi dậy với lebanon chính quyền saudi arabia đã cấm dân chúng không đi du lịch tới thủ đô beirut phía lebanon thì lo ngại cho sự an toàn của hàng trăm ngàn người lebanon đang làm việc tại các nước vùng vịnh Tổng thống Zimbabwe chi 1 triệu Mỹ Kim mừng sinh nhật khi trong nước đang hạn hán. Mới đây, những người ủng hộ Tổng thống Robert Mugabe của Zimbabwe vừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật thứ 92 của Tổng thống với chi phí lên tới 1 triệu Mỹ Kim. Và tệ hại hơn nữa là tiệc sinh nhật còn được tổ chức tại một vùng hiền đang bị hạn hán, tàn phá nặng nề. Hạn hán kéo dài ở Zimbabwe khiến cho 3 triệu người lâm vào cảnh thiếu thốn và chính quyền phải ban hành tình trạng khẩn cấp vì thiên tai tại hầu hết các vùng nông thôn. Tổng thống Robert Mugabe đã tuyên bố không để cho ai phải chết đói vì hạn hán nhưng lại không chịu nhân nhận viện trợ từ phương tây vì không muốn chấp nhận điều kiện đề ra là phải công nhận quyền lợi dành cho người đồng tính. Các nước phương Tây cho biết chưa hề ràng buộc điều kiện gì khi Zimbabwe yêu cầu viện trợ 1 tỷ 600 triệu Mỹ Kim cứu trợ thiên tai. Ông Robert Mugabe là tổng thống duy nhất ở Zimbabwe từ khi giành độc lập từ Tây Anh và ông chưa hề có ý về hưu dù đã 92 tuổi. Phản ứng của Israel đối với thỏa thuận đình chiến ở Syria Thỏa thuận đình chiến giữa các phe tham chiến ở Syria đã bắt đầu có hiệu lực được hơn một ngày. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền của ông hy vọng rằng các bên sẽ tôn trọng và thực hiện đúng theo thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh ở Syria. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh chỉ có đình chiến thực sự ở Syria khi nào chính quyền Iran ngưng không viện trợ cho quân vũ trang Hezbollah tiếp tục hoạt động ở vùng cao nguyên Golan của Syria đang bị Israel chiếm đóng. Tuy không can dự vào cuộc chiến ở Syria, nhưng thỉnh thoảng quân đội Israel vẫn pháo kích vào Syria để ngăn cản không cho quân Hezbollah nhận viện trợ quân sự từ Iran rồi sau đó quấy phá ở vùng Golan và Lebanon. Chính quyền Israel cho biết sẽ chủ động tấn công nếu Hezbollah còn tiếp tục phá rối ở Golan. Chính quyền ngày càng căng thẳng ở biên giới Hy Lạp và Macedonia vì người tị nạn. Trại tị nạn Idomeni ở vùng biên giới ở Hy Lạp và Macedonia chỉ là một trại nhỏ dành cho tạm trú. Nhưng nay đã chứa tới 7.000 người tị nạn bị dồn lại vì nhiều ngày vì chính quyền Macedonia đã kiểm tra chặt chẽ và không cho người tị nạn ồ ạt tràn qua biên giới nữa. Trong khi đó, người tị nạn tại Hy Lạp vẫn tiếp tục đổ về vùng biên giới này, chờ tìm cách đi tiếp qua Macedonia rồi tới Tây Âu. Người tị nạn tại trại Idomeni đa số là người từ Syria và Iraq tới. Những ngày qua, Macedonia chỉ xét cho qua biên giới mỗi ngày vài trăm người, trong khi số người tị nạn chờ đợi quá lớn, gây ra những tình trạng thiếu thốn thức ăn, nước uống và nhiều phương tiện khác dẫn tới đánh nhau. Trại tị nạn Idomeni hiện nay đã trở thành trung tâm của cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu. Kết quả sơ khởi bầu cử quốc hội ở Á Nhĩ Lan Việc kiểm phiếu sau một cuộc bầu cử quốc hội mới đây vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả sơ khởi cho thấy liên minh cầm quyền giữa đảng Feingel của Thủ tướng Enda Kenny và đảng lao động đã thất bại khi không giành đủ số phiếu để tiếp tục nắm chính quyền. Tính tới thời điểm hiện tại, đảng trung hữu Feingel của ông Kenny chỉ đạt có 26% số phiếu, thấp hơn con số 36% đã giành được trong cuộc bầu cử lần trước. Đảng lao động cũng chỉ giành được có 7%, có liên kết lại thì cũng không đủ để thành lập chính phủ theo luật lệ. Đảng Phan đang đứng trước nguy cơ phải liên kết với đối thủ của chính mình là đảng Fianna Fáil, cũng thuộc phe bảo thủ là đảng cho tới giờ chiếm được 25% số phiếu. Đảng Fianna Fáil lại tuyên bố không chịu liên kết với ông Kenny để lập chính phủ mà sẽ tìm cách khác. Nếu hai đảng có nhiều phiếu nhất không lập được chính phủ ở Á Nhĩ Lan thì phải bầu lại quốc hội mới. Nga tuyên bố, các thợ mỏ Nga kẹt lại dưới hầm sau tai nạn coi như đã chết. Sau tai nạn xảy ra vào ngày 25 tháng 2 vừa qua, tại một mỏ than của Nga ở vùng Bắc Cực vẫn còn 26 thợ bị mỏ bị kẹt lại ở dưới hầm chờ giải cứu. Trong khi đang tìm cách giải cứu họ thì lại có thêm một vụ nổ nữa xảy ra tại mỏ làm thêm 6 người nữa bị thiệt mạng. Ngày sau đó, nhà chức trách đã cho ngừng công cuộc tìm kiếm cho biết 26 người còn lại kẹt dưới mỏ cùng đã chết. Tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này tính tới giờ là 36 người. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh thành lập một Ủy ban quốc gia đặc biệt để điều tra nguyên nhân sự việc. Chính quyền ở nước Cộng hòa Khomi nơi xảy ra tai nạn đã dành 3 ngày làm quốc tang để tưởng niệm những người quá cố. Tai nạn thường hay xảy ra tại các mỏ than đá của Nga khiến cho người ta nghi ngờ giới quản lý hầm mỏ đã không tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn tại mỏ. Thỏa thuận ngưng chiến ở Syria đã bị vi phạm Chỉ một ngày sau khi thỏa thuận ngưng chiến ở Syria có hiệu lực, các nhóm phiên quân thuộc phe đối lập đã đưa băng tu hình tố cáo Nga và quân chính phủ Syria vi phạm. Các đoạn phim do phe Đối lập đưa ra trên Internet cho thấy sáng ngày 28 tháng 2 đã có các phi cơ chiến đấu anh tạc nhiều khu vực ở thành phố Aleppo và vùng ngoài Ohama đang nằm trong tay của phiến quân đối lập. Phe đối lập khẳng định rằng phi cơ đó là của Nga, phía Liên Hiệp Quốc cho biết vẫn chưa xác định được nguồn gốc của phi cơ, còn Nga và quân chính phủ Syria thì im lặng không lên tiếng. Thực tế thì trong các khu vực bị oanh tạc ngày 28 tháng 2 gần Aleppo có một số là thuộc các nhóm đối lập nhưng cũng có một phần là do các nhóm phiến quân hồi giáo như Nusra Front nắm giữ là các nhóm hồi giáo đã bị Nga loại ra khỏi cuộc đình chiến. Sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới Oscars năm 2016 đã diễn ra tốt đẹp. Tối hôm qua ngày 28 tháng 2 giải Oscar năm 2016 đã diễn ra tại hí viện Dolby, trung tâm Hollywood, thành phố Los Angeles, trước sự chứng kiến của hàng ngàn minh tinh có mặt trên thảm đỏ và hàng triệu khán giả xem truyền hình. Oscar được xem là một trong những sự kiện điện ảnh lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới, được giới hâm mộ mong đợi hàng năm và giải Oscars là giải thưởng danh giá mà bất cứ người nào trong giới điện ảnh cũng mơ ước đạt được. Giải Oscar lần thứ 88 năm nay bao gồm 24 hạng mục với nhiều bộ phim cũng như diễn viên, nhà sản xuất được đề cử. Điểm đặc biệt của giải năm nay là trong số danh sách các ứng cử viên hoàn toàn không có một nhân vật nào có màu da đen nên đây đã trở thành tâm điểm hài hước mà Chris Rock, người điều khiển chương trình Oscar năm nay đã xoáy vô để chọc cười khán giả. Bộ phim Spotlight của đạo diễn Tom McCarthy đã thắng giải phim hay nhất. Leonardo DiCaprio thắng giải diễn viên nam chính hay nhất với vai diễn trong bộ phim Revenant. Mad Max là bộ phim giành nhiều giải nhất năm nay với 6 hạng mục. Oscars năm 2016 đã diễn ra thành công, kết thúc tốt đẹp và tất nhiên, ngoài những giải thưởng người ta sẽ còn nhớ đến sự kiện này bởi những bộ áo váy lộng lẫy của các minh tinh. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 29 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.